Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, hàng ngàn cổ động viên bên ngoài sân vận động Mỹ Đình đều vỡ òa trong niềm vui. Dòng người dần di chuyển về các tuyến phố chính của trung tâm thủ đô, tại các con phố rực đỏ trong niềm vui chiến thắng. Vâng, thưa quý vị, lời đầu tiên xin được gửi lời cảm ơn và lời chúc mừng đối với huấn luyện viên Park Hang-seo và toàn thể đội tuyển Việt Nam đã bảo vệ thành công tấm huy chương vàng trong SEA Games 31. Ngay sau đây thì tại phố Bà Triệu thì rất nhiều người dân đã xuống đường ăn mừng, và cảm xúc của họ như nào thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Thưa anh, thì ngày hôm nay thì đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng, đây là những người viên đây thì cũng cảm xúc như thế nào? Một cảm xúc quá tuyệt vời, vỡ hòa trong lòng trái tim hàng triệu người con người Việt Nam ngày hôm nay. Bản thân chúng tôi là một những người yêu nước và luôn luôn ghi nhận những cái đóng góp của ngài Park Hang-seo cũng như là đội tuyển Việt Nam đã dành cho những người hâm mộ như chúng tôi, là một cảm xúc quá tuyệt vời. Hôm nay là một ngày hạnh phúc đối với toàn thể người dân của chúng ta. Việt Nam vô địch! Cái niềm hạnh phúc này rất là vỡ hòa trong tôi. Cái niềm vui này tôi không thể tả được, rất là xúc động. Tôi xin cảm ơn tất cả các cầu thủ trong đội tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo đã cống hiến hết mình vì dân tộc Việt Nam, vì lá cờ Tổ quốc. Tôi rất là hạnh phúc. Thực sự hôm nay là ngày quá tuyệt vời luôn. Mọi cảm xúc rất dâng trào, rất là tuyệt vời, rất vui. Việt Nam chiến thắng rất vui luôn. Việt Nam mình tầm nâng lên một tầm rất cao rồi. So với khu vực mình rất là cao. Và mình đang tiệm cận một mức ở châu Á rồi. Thế chúc đội tuyển Việt Nam mình càng thành công hơn. Em thấy rất vui và tự hào ạ. Sau 19 năm rồi mà Việt Nam được tổ chức. Thật sự là rất vinh hạnh như tư ạ. Bóng đá Việt Nam hiện nay thực sự là rất phát triển ạ. Và em chúc cho đội tuyển Việt Nam sẽ vô địch khắp châu Á. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, hàng ngàn cổ động viên trên phố Nguyễn Huệ, quận 1 đã ăn mừng chiến thắng với cờ Tổ quốc và các loại nhạc cụ cùng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Chiến thắng của đội tuyển và thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 đã bùng nổ niềm vui. Đặc biệt sau thời gian dài dịch Covid-19 bủa vây, người dân cả nước hiếm có dịp được cùng vui mừng như trên.